quẹt thẻ. Hôm nay mình dắt bà Liễu thi quốc tịch mấy bạn ơi. Bây giờ là mình tới đường Cano rồi. Ở New York thì thi quốc tịch đó là ở Manhattan, ở 26 gần góc đường Lafayette với lại đường Wilberforce. Giờ là mình đón bà Liễu ra rồi mà không biết đậu rớt ra sao. Mình sẽ cố gắng hỏi bà Liễu để tiết lộ cho mấy bạn bài thi quốc tịch. Rồi. Mới có đợt 1 thôi nha. Còn một kỳ. Vô vô hỏi gì? Còn một kỳ nữa. Vô nó hỏi gì đâu, kể lại coi vô hỏi gì. Bánh lý la đó là cái câu đầu nó trả lời sai nhưng mà khi mà đang nhớ lại thôi, một phương này vô người khác ra là không được. Nhớ. Nói đi. Bây giờ ra rồi là không nhớ. Không nhớ. Ghê vô. Ghê vô. Không nhớ nữa. Ráng học bài, ráng tĩnh tâm là ghê chưa? Ghê chưa? Trời ơi, đậu thì không chỉ bài gì ghét à. Nhưng mà đó, có lúc mà nó hỏi về ông ngoại, bà ngoại đó. Đó thì á, cái tự nhiên cái tao nhớ tới bà ngoại, cái tự nhiên tao muốn khóc à. Tao muốn khóc luôn á, cái tao mới nói là đây bác là quê. Trời. Đó rồi. Câu đầu nó hỏi gì? Không mới vô làm sao, mới vô làm sao? Mày mới vô, hỏi liền. Nó hỏi tao nghe không được. Trời, nghe không được, nghe không được mà trả lời gì? Tao nói là đưa lên, không phải giỡn tao á. Thôi đừng có đưa này lên nữa. Đừng đưa. Ráng học tốt thì được rồi. Có gì đâu, có gì đâu đưa lên. Chưa, này mới có phần 1 thôi. Còn á, phần trên con người ta có chấp thuận hay không nữa thì á, nếu mà người ta chấp thuận, người ta ok thì á, làm được người ta đó sẽ gửi cái thư cho mình liên hệ. Xin mấy bạn vui lòng subscribe kênh và share video. Mình sẽ làm video kế tiếp tiết lộ bí mật thi đậu quốc tịch của bà Liễu.